Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay Health giới thiệu đến anh em một con game khá là hot ha. Anh em nhìn là biết con gì rồi đúng không? Đó, nó chính là Tân Đấu La Đại Lục nha. Đó. Ok, nghe đồn bản này phi khá ok ha. Và nhiều anh em đang chơi và chuẩn bị cho ra server mới ha. Đó. Ngon lành. Tất nhiên là một cái tên không thể lẫn vào đâu được rồi. Vô nè. Ok. Rồi vô. Đầu game thì con này thiệt luôn á. Lần nào tới đây cũng ngán ngẩm. Phải chạy nhiệm vụ đầu game ha. Ok. Rồi vô đánh boss đầu nha nhí nhảnh tí ha. Nhưng mà được cái đồ họa game này khá là ngon. Ok, cũng hên là vô nó cho nhân được 2.0 á. Nhân 2 được á, và chứ coi nhân 1 nè. Đó, quay thấy chán thiệt chứ. Ok. Đánh đi. Để cho đánh xong cái này chúng ta ra ngoài thông tin server cái ha. Ok. Đồ họa đẹp lắm. Kỹ năng là hôi rồi luôn. Nè. Lên nổ chưa? Đậu xanh còn có miếng mà nãy giờ chưa lên. Tới luôn anh em ơi. Rồi, đâu rồi. Đây. Rồi, bây giờ đến với thông tin của server cái ha. Đây, Tân Đấu La Đại Lục. Đó, bản Rivate ha. Đó, khai mở S1 vào 17 giờ thứ 3 ngày 24 tháng 4 nha. Đó, lộn 27 tháng 4. Đó. Đây, link tải game ha. Ưu đãi server tân thủ khi vào game tặng VIP 15 8888 kim cương, tham gia quà like xe nhận 1 triệu kim cương. Full VIP. Đồ, full VIP là khá nhiều đấy nha. Khá nhiều đồ ấy. Rồi, mỗi ngày sẽ có sự kiện nhận tướng SS và kim cương. Liên tục tổ chức các sự kiện nhận kim cương và tướng SS. Server ổn định, hút máu bền lâu nữa hả? Vãi cả ổn định hút máu bền lâu. Nhưng không quên anh em cài cuốc chai nữa hả? Ôi giời ơi, em game coi bộ dễ thương vậy. Thừa nhận là hút máu nữa chứ. Hút máu bền lâu luôn. Ok, sự kiện like xe tham gia nhận 1 triệu kim cương. Full VIP 500 gói chọn tướng S, 100 gói chọn tướng SS và một số phần quà khác. Like, share và comment nè ha. Ok. Hôm đó. Rồi nhưng mà bây giờ để chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Cái này chạy cũng khá là lâu ấy. Rồi sau khi chạy nhiệm vụ xong thì ở đây chúng ta đầu vô được phi luôn 3 con tướng SS này nha anh em. Đó. Ngon. Trời, đây một con nữa. Ok. Rồi ở đây thêm một con nữa nè ha. Đó. Rồi mà hình như nhớ không lầm là quà event, quà code là còn được nhiều tướng nữa mà ta. Ok, rồi đi ra cho một đánh một vòng coi game phi cái gì cái đã ha. Rồi, điểm danh. Rồi, ở này có điểm danh bù hả ta? Nè, thấy nè. À, VIP mới được. Rồi ở đây rồi, cái này là Thương Thành không có gì hết. Rồi, Linh Sủng VIP 10 nè ha. Ok, để đây đi. Rồi, Sư Khóa Đường là cái gì đây? Đậu xanh, rồi bấm ở đâu bỏ ra. Ôi giời, một bài học nhỉ. Rồi, mới hót ra vô lại á. Bấm vô cái này cái nó đứng luôn ha.
Còn đây là event nè ha. Đó. Đây là cái gì đây? Nhận. Ok, cái này quà trưởng thành ha. Rồi, cái này là VIP nè, quà VIP. Đó, cực phẩm gì ta le hộp ma. Còn cái này kim cương có thể mua được ha. Rồi, để đây, tạm thời để đây, phúc lợi VIP. Nhận ASAP, nhưng mà like share thì chúng ta được full VIP rồi, quan tâm này làm gì? Không cần quan tâm. Cái gì đây? À, kim cương gì hả? Lễ bao, rồi tạm thời để đây luôn. Này là quà điểm danh, điểm danh nhận tướng nè. Chúc chúng ta được tướng SS luôn rồi, quan tâm này làm gì nữa? Không luôn hả? Rồi, ok. Rồi, bây giờ nhắn tin admin để nhận cái quà like xe hả? À, like xe nhận 1 triệu kim cương full VIP, 500 gói tướng S, 100 gói gói chọn tướng 2S nè ha. Đó, để nhắn tin admin cái. Rồi, ok. Admin đã gửi vào cho chúng ta. Ở này không phải, bậy rồi. Ủa, lên rồi nè. Ô, 2 triệu mấy hả? À, lên luôn 2 triệu mấy hả? Đây, 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 kim cương nè. Ủa, nhận tào lao nãy giờ mà 2 triệu mấy rồi. Rồi, kim cương ở đây nữa nè hả? Rồi tinh trúc bố thất hả? Rồi đây vé mảnh chọn gì bét nè hả? Rồi tướng 2S nè. Rồi à cái này chọn mảnh mà đúng không? Ok ok rồi chọn nào. Rồi server lâu dài đua top cài cuốc mà. Đó. Ok full nè hả? Full VIP 18 nha anh em. Ok vô lụm cái quà VIP nè. Ok, VIP 18. Đó, nhận VIP từ từ thôi, nhận chi cho nhiều. Giờ bảng này mở thương mại luôn hả? Dạ, hy vọng là mai chiều bảng này sẽ có EOS đồ luôn hả? Chứ hiện tại thì heo thấy EOS không có chơi được mấy cái bảng này. Thấy cũng hơi tiếc cho mấy anh em EOS nhỉ? Đó, đó, trời trời, đó, tướng kìa, trời ơi. Buồn gì đâu em ơi, nhận thư quá trời. Buồn gì đâu em ơi, trời nhận hồi nãy giờ chưa hết luôn, ngại dễ sợ thì chứ, nhận tiếp nữa nè. Đó, đó, trời ơi, quà VIP có là gì? Ô, ba đồ quỷ này nghĩa lý gì? Đó, đó. Ok rồi, 2 triệu chúng ta mua còn 1 triệu chín mấy ha. Rồi bây giờ nhận kim cương nè, mở kim cương trong này ra ha. Ok nè, lên 2 triệu mấy nè. Rồi cũng được, cũng được. Đã khai 20 cái gì? Này 700 hả? Đù. Ghê hả? 700 ảnh. Ok ok, rồi thôi để đây. Cái này cái gì đây? Mạnh tướng S nữa hả? Sao nhiều dữ ta? Đây là mạnh tướng 2S. Ok, mà 150 mảnh được một con hả? Rồi, tìm tiếp thôi chứ ở đâu kiếm gì nữa coi. Đây, quà VIP nhận tiếp. Đó. Rồi. Cái này là quà một kim nguyên bảo hay gì nè. Ok. Cái này quà điểm danh gì nè. Ủa, điểm danh bù được hả? Đậu à, không, không bù được. Tưởng nó điểm danh bù được thì ngon. Rồi này quà tân hữu gì nè. Đó, đó, ok, ok. Rồi, con này thì heo cũng không. Ô, oh, nhận luôn quà nạp nè anh em. Thôi, thôi. Mới nói luôn rồi, nói ủa sao mà có nhiêu đó vậy. Bây giờ nhận full quà nạp luôn. Rồi, cầm chắc là có tướng S rồi, trời ơi. Ok, ok, tới đây là cầm chắc có tướng S rồi ha. Có quà nạp là có tướng S. Đó. Đâu rồi, 250 mảnh, dư một con ha. Chúng ta sẽ chọn ai đây? Con này là xài ma pháp nè ha. Con này là cái gì đây? Hổn sư hả? Thôi, nhìn xấu quá. Còn con này là, đây, phòng thủ là có con này. Chúng ta có nên kiếm một con để hàng trước cho nó phòng thủ chúng ta. Ok. Em nghĩ là làm gì làm cũng phải kiếm một con để làm tướng tăng ở trước ha. Còn
Ok. Rồi mấy tướng này đã khai gì đây? Quá trời tướng luôn nè, tướng ếch thì quá trời quá đất. Ok. Mà heo nghĩ là chúng ta phải tập trung vào một con ha, để cho nó mát sao luôn. Này đẹp nè ta. Này chơi là chắc heo chơi heo cái đẹp thôi chứ. Ok. Tất nhiên là ta sẽ chọn mát rồi. Rồi ở đây 700 thì chúng ta sẽ lấy con nào nữa đây? Con này đi. Ok. Còn anh em biết con nào ngon thì mở ha. Heo thì chỉ mở theo cái quán tính thôi ha. Ok, vật phẩm đồ quá trời luôn. Đó. Cái gì vậy? Cái gì đây? À, đá đồ, nguyên liệu đồ rất là nhiều ha. Rồi vô mở tướng nè. Trời ơi, buồn gì đâu em ơi. Lá xanh rụng trắng cái đầu đó. Đồ nhìn ngầu không? Đó, đây là con tướng tăng. Ok. Em ấy là tướng tăng bên heo đấy anh em à. Rồi đây. Đó trời ơi. Ôi nhìn đẹp gì đâu á. À, rồi đâu rồi. Bé này vô để anh tăng sao cho ha. Đó. Tiếp. Đó, tăng được mát sao không ta? Chết mẹ, không đủ rồi. Ủa đủ nè. À mà level chưa đủ. Ok. Rồi. Rồi bây giờ thì đem bỏ nó vô đội hình mà chơi thôi chứ ngại ngùng gì. Heo thì bây giờ chưa có chạy hết được phó bản nữa nè. Ok. Rồi tất nhiên là sẽ lấy mấy em nó ra rồi. Chúng ta sẽ đi kiếm những con khác chứ. Đây con tướng tăng hồi nãy. Rồi dứt. Đâu rồi. Đó. Thằng nào vô. Đó. Đù, mày hả bưởi. Ủa lẹ vậy? Mấy con này vô một phát một anh em. Nè coi nè. Ừ, mày là chủ tướng hả? Quá nhanh, quá nguy hiểm anh em ơi. Hôm nha. Đó. Thôi chạy ra đánh đấu trường coi. Đúng rồi, đấu trường đây, đấu trường nè. Giúp con nào đây? Giúp con này đi. Trời ơi, buồn gì đâu anh em ơi. Không, bỏ con này ra, đem con này vô. Ủa, để một con support đó làm gì ta? À, con bên này là support nè. Nó bút máu nha. Ok, trời ơi. Vậy thì quá ngon rồi anh em à. Đòi hỏi gì nữa anh em ơi. Ok, buồn gì đâu á. Rồi, ok ha. Anh em nào có chơi thì tải về nha. Link heo để dưới phần mô tả. Và bây giờ tải vô là đấu luôn nha anh em. Đây, Tân Đấu La Đại Lục khai mở server 1 17 giờ thứ 3 ngày 27 tháng 4 ha. Đó, và nhớ like share để nhận full quà nha. Có quà nạp luôn đấy. Đó. Trời ơi, bản này thơm nha anh em. Hy vọng là mai chiều bản này sẽ có luôn iOS ha. Đó. Nếu mà có iOS nữa thì ngon nha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Và đừng quên là kéo xuống mô tả tải liền và ngay lập tức để vô đua top nha anh em. Ok. Rồi, bye bye. Để heo leo tiếp cái này.